cho cái này nó chín là được. Đợi một xíu, một xíu. Chín mày nữa. Rồi đợi đi mình chơi. Mời lại chứ. Bánh này lên ăn cho dễ ăn nha. Ngon quá. Cái tô bị mẻ rồi. Quá ngon luôn các bạn. Ngon quá bà. Mẹ cắt bắp cái này vô nha. Mẹ cắt miếng cho con. Giờ khui ra bỏ vô. Bỏ luôn. Bỏ luôn ra. Thôi đừng bỏ. Tư quá trời. Chan nước vô cho nó mềm 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 dễ ăn. Mực khá là dai các bạn. Mực này dưới lỗ nó rất là dai. Còn cái mì á thì nó đậm đà, ngon. Đậm đà ngon quá ngon.
ăn rất là to rồi. Bọn mì rất là chén rồi. Này miếng mực. Mẹ cắt cái rau thôi, mẹ lấy cắt cho mình. Mình không ăn rau. Cắt rau thôi. Nước này vô mà. Mày nãy bị nó dài. Cái đầu tóc của cô lỡ hút thôi. Mình làm nó tính gì đâu. Cái này nó để chưa mang em chứ.